À, vâng ạ, em Đào và cháu Pà xin chào các bác anh chị và tất cả mọi người. À, hôm nay thì em Đào và cháu Pà là đang có mặt tại tuyến đường đi vào nhà của em Chía và anh già bốn con của bác ạ. À, hôm qua thì chúng em cũng mang đồ vào đến đây hết rồi, là cũng vận chuyển sang bên kia hết rồi ấy, nhưng mà không may là lúc lấy đồ của các cô bác xuống dưới này để cho vào cái cáp treo sang bên kia ấy, thì cháu Pà cũng không may là bị trượt chân ngã xuống dưới kia. Nên là đồ được chuyển sang trước, bọn em vẫn chưa sang để trao cho gia đình. Thì cũng nhờ bên chỗ anh già là vận chuyển đồ lên trên nhà đợi rồi. Thì hôm nay em Đào tiếp tục vào đây để em Đào vào nhà trao lại cái phần quà của cô bác anh chị đến với lại em Chía và anh già. Đây hôm qua Pà thì ngã ở đây thì chúng em cũng quay về thị trấn luôn để đưa Pà đi chụp ấy. Nhưng mà rất là may là đi chụp chiếu là không ảnh hưởng gì hết cô bác ạ. Cũng chỉ bị xước ngoài da thôi. Thì với lại hôm nay thì Pà cũng bảo hết đau rồi. Ấy sờ như thế thì thấy đau đau một tí thôi, không còn là đau nữa. Ấy lúc hôm qua vừa ngã xuống thì chúng em cũng rất là lo, tại vì là thấy bảo là bị đau ở chỗ này ấy, là em Đào cũng xem ngay và chỉ thấy là đỏ ở ngoài thôi và hơi hôm nay xem thì thấy xước, tại vì lúc vừa mới ngã thì nó đỏ thôi ấy. Đấy thì hôm qua ngã ở chỗ này các bác ạ. Đấy vừa mới xuống đến đây là đã trượt chân, là cả bao đồ là lăn hết xuống dưới kia. Đấy, người thì may là không phải chỗ này ấy, nếu mà chỗ này là đi xuống dưới sông luôn rồi. Đấy, người là đi vào chỗ tảng đá to dưới kia. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ám ảnh ấy. Đấy, tí đi là đi cẩn thận nhá. Ừ, thì bao đồ của các cô bác ấy, gửi là lăn xuống dưới này, rồi là em Đào với chị Thắm mới xuống để mang lên. Đấy, hôm nay vào đến đây thì lại thấy trời rất là mưa cô bác ạ. Đấy, may mà còn mang quần áo mưa đi theo ấy. Giờ là hai cô cháu sẽ đi xuống cái tuyến đường tắt ở bên này. Đấy, đi chậm thôi nhá bà nhá. Đấy, đấy, đi từ bên này xong rồi là lên nhà của chỗ em Chía và anh già. Cái tuyến đường ở dưới này thì bà con cũng tự làm ấy, nhưng mà trời mưa như này thì sẽ không thể nào đi được. Hôm trước em Đào mang đi ấy, lúc lên là đẩy xe lên rất là khó. Đấy, nên là cũng mong cô bác anh chị là cùng chung tay hỗ trợ bà con trên thôn Lũng Lình, mỗi người một bao xi để cái tuyến đường ấy là cũng như là mơ ước lâu năm của bà con ấy là được hoàn thành. Đấy. Hôm nay thì em Đào vào đây là nhà em Chía cũng có nhận được thêm một phần quà nữa, đó là của cô Trúc ở Ninh Bình. Cô có gửi 1 triệu thì cô có dặn là cho nhà em Sơn ý, là 500 nghìn và nhà của em Chí là 500. Thì hôm nay em Đào cũng thay mặt cô là cầm vào đây rồi. Lúc nữa thì trao cho em Chí sau. Đây bây giờ thì mời cô bác cùng theo chân hai cô cháu đi lên trên đỉnh đồi. Đang rất là mưa. Đi chậm thôi nhá bà nhá. Đấy, trời mưa này là mấy tảng đá này rất là trơn đấy. Dưới này là còn có một cái chỗ mà có một mỏm đá ấy, rất là cao. Đấy, đi xuống chỗ kia thì hơi hoảng ấy cô bác ạ. Nhưng mà không sao. Đấy, các cô bác gửi quà thì chúng em vẫn đi. Đấy, không có gì có thể ngăn cản được bước chân này luôn. Đấy, phần quà thì hôm qua cũng mang ra rồi. Đấy, đúng là chuyến cuối cùng thì cái cáp treo còn là bị đứt nữa cô bác ạ. Nói chung là hôm qua là đi làm là khá là bất ổn, là bà bị ngã này, xong là vội chuyển cái vật liệu sang để đưa bà lên viện để đi chụp ấy, xem có bị làm sao không. Đấy, đúng may là đến chuyến cuối cùng rồi mới đứt đấy, nếu mà đứt ở 2-3 chuyến đầu thì lại phải xuống sông để kéo cái dây lên nối lại, xong rồi là kéo cái thùng hàng liên tiếp. Thế hôm qua là thùng cuối cùng là gần đến chỗ cây gạo bên kia rồi thì mới đứt, nên là cũng nhờ anh già là kéo xong rồi là bê về nhà. Hôm nay em Đào mới tiếp tục vào đây. Hôm nay vào thì lại mưa này. Thế là còn đau không? Đau một đau một tí không đau thôi đúng không? À. May là không sao ấy. Đâu ấy nhỉ bà nhỉ, đường tắt đâu ấy nhỉ? Nhớ Nhớ. không? Ui mùa nên rất là trơn. Bà đi cẩn thận vào nhé. Trơn lắm bà. Đeo giày cũng không ăn thua nhỉ, vẫn trơn. Đáng lẽ ra là đi cái mỏm đá như này mình bỏ bỏ giày ra đi dễ hơn đấy, mình cảm nhận được ấy. Còn đi giày là bám đi, may mà có cỏ ở xung quanh ấy. Không còn không có gì để bám.
Cẩn thận nhá. Em xuống trước, xong rồi tí em cẩn thận nhá, bà nhá. Trơn lắm đấy. Đây này, chỗ này là trượt chân một phát là xuống đến sông luôn. Nhìn từ từ để cô xuống đây. Bây giờ cầm đây này, bám đây này. Cẩn thận nhá. Ôi ôi, ui ôi. Bà cầm hộ cái cặp nào để đi xuống. Cầm nhá. Đây xuống đây đứng này, chỗ kia trơn đấy. Xuống đây, xuống hẳn đi, xuống đây này. Cái này là không biết đi xuống kiểu gì nhỉ. Ôi. Ôi. Đây 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 cặp đây. Bỏ xuống được không? Thấy gần đến nhà chị Chía rồi, hôm trước là đòi lên thăm đấy. Bây giờ lên trên này nóng nhà bà nhỉ, phải cởi hết ra áo mưa ra. Đợi một tí các bác ạ, em Đào cùng cháu bà cởi quần áo mưa ra, nóng á. Chía ơi, đây rồi. Chía đang cho con bú tí của bác ạ, trong nhà cũng hơi tối. Vâng cô bác ạ, đây thì là cái phần quà hôm qua là nhóm có chuyển lên đây ấy. Đây là phần quà mà của cô Phượng ở Thủ Đức. Đây để em Đào là kê khai qua cho em Chía. Đây là cô Phượng Thủ Đức ấy. Trước đây là có giúp cho nhà em Chía. Thì em Đào đã chi đi là còn lại là 1.440.000. Thì hôm nay em Đào có chi tiếp là 2 bao gạo bé. Mỗi bao là 140.000. Em có mua 2 bao ấy là 280.000. Và một túi nhu yếu phẩm là 135.000. Tổng thì em Đào đã chi đi 415.000 này, còn lại là 1.025.000. Thì em Đào cũng xin phép cô là trích 25.000 tiền mặt để còn tròn lại 1 triệu ý, thì sẽ để tiết kiệm mấy nữa mà được các cô bác gửi tiền làm nhà ý, thì sẽ gộp cùng các cô bác khác nữa. Đây thì em Đào cũng xin phép là trích 25.000 còn dư lại ý. Tức là còn dư lại 1.025.000 thì em trích 25.000 tiền lẻ ra để còn dư lại 1 triệu nhé cô bác ạ. Để trao cho em Chía luôn. Còn đây là cái phần quà của cô Trúc ở Ninh Bình. Thì đợi một lúc nữa, trao từng cô một để cho Chía nó đỡ lẫn. Đây, tù Pò Phượng nhá, Thủ Đức nhá. Thấu nữ giống như là Pò mà hát trình xua y trò này, cho bùa bác cháu xia. Nông nữ dô cho ni mù mà hát trình xua nành cọc chi. Thì y trò nành cọc chi xia, Pò nành cọc chi xua y trò nhá. Đây, của cô Phượng này, cái này của cô Trúc Ninh Bình. Từ từ đợi một tí đã. Con đi mà cho tù Pò Phượng ta này. Ni nhá. Đấy, còn 1 triệu là chị bảo là để mấy nữa làm nhà ấy. Em được làm nhà thì gộp vào để làm nhà nhá. Đấy, ngoài ra là cũng có cô Trúc ở Ninh Bình. Cô có gửi cho em là 500.000 chứ cô bác. Đấy, nhầm là 1 triệu thì cho em Sơn 500 và em Chiến 500 ấy. Đây là 500.000 của cô Trúc ở Ninh Bình. Tua Po Trúc này. Nữ bão chip vô nhá.
Cái này thì cầm đi, xong rồi là khi nào mà sử dụng mục đích gì cá nhân ấy, thì em cũng có thể là tự đi mua được nhá. Đây bây giờ thì đây này, cái bao gạo này này, hôm qua bà mẹ nó bà nó đang bảo là hôm qua vác gạo về cho chị, em bị ngã bên kia. Namo tua cho ni lợi tu ni nửa to ấy, lại đưa ra ngoài khám, không thì hôm qua vào rồi mà em này này vác gạo này rơi ở chỗ trượt chân ở chỗ cái cắp treo ấy, lăn xuống tí thì xuống sông ấy, may đấy. Đấy. Chưa mấy một tuổi. Bảo bà tí nữa thì em chết rồi các bác ạ. Đây thì là em chỉ cũng bảo là xem ấy, em chỉ cũng bảo là đau ấy. Chắc chắn là đau rồi, thịt nào mà chẳng đau lúc ngã như thế nhỉ. Đấy, nhưng hôm nay là đỡ hơn rồi, thấy cười toe toét rồi. Ngày hôm qua là mặt xị hết ra, đưa đi khám là tối về ăn cơm là mới thấy nói chuyện các bác ạ. Đấy, cũng chụp chiếu ổn định hết rồi, không sao cả. Đây. Cái gì? Hả? Đây, bê giúp giúp cô lấy vào nhà cho chị Chiến đi. Này, cầm cái này đi. Đi, đi đi vào để cầm cho. Ây da. Nó mau tù ni nữ ít kho mà nữ tù ở. Chua mẹ mà tù tì lỡ tù tàu. Nữ hà phong à... Thà bê à phim cháu cho à thư chín à. Nữ hà phong bố hào vô điều. Tà bê thế chí tù à, chỉ mà bê lò nì nế. Nữ phong tà bê à sao nữ mù chứ xếch mù xuống xếch bố chán à. Em chỉ bảo lần sau làm gì thì cẩn thận vào. Đây. Thế thì hôm nay em cũng có nhận được hai phần quà của cô Trúc và cô Phượng, thì em có muốn gửi lời cảm ơn đến hai cô không? Bỏ gì? Nhớ tên không? Nãy vừa bảo hai lần rồi xem nào, nhớ tên của cô không? Giò bỏ Phượng này, tiếp bỏ gì thế? Bò Trúc nhá, đây là của hai cô, hôm nay là có nhận được phần quà đây. Đấy, thế thì em ăn cơm chưa? Về đây đứng gần chị này. Đấy, bà là rất là thích chị Chía, lúc nào cũng bảo là mấy hôm nữa mình lại lên thăm chị Chía nhỉ. Đấy, hôm nay lại được lên rồi nhá. Đấy, hôm qua là tính ra hôm qua được lên rồi nhưng mà lại bị ngã. Thế là Chía là có sót em không? Hả? Em bị ngã như thế. Thật không? Tiền là phải. Hai chị em nói chuyện cũng vào ấy nhỉ. Đấy, trước đây lên là bà với lại em Chía cũng có nói chuyện với nhau rồi. Đấy, hai chị em là cũng có ngồi nói chuyện với nhau. Đấy, cũng ở cùng một xã đấy. Nhưng mà em Chía là về đây lấy chồng thôi. Còn bà cũng ở Khâu Vai này. Và em Chía cũng ở Khâu Vai này. Cũng không xa lắm đâu nhỉ. Nếu mà tính cái xóm ấy. Trước đây em Chía nói thì em nào không hình dung ra được xóm nào. Nhưng mà đi qua cùng bà ấy thì bà chỉ cho, bà đây là đường đi nhà chị Chía. Đấy thì em nào cũng biết chỗ của em Chía ở rồi, đấy, nhà thì chưa biết thôi. Bé à? Đây, tiền này mẹ cất đi, mất đấy. Khá cho chè, có khá cho chè. Bà thích không? Thích. Thích à? Chưa có người yêu đâu nhỉ bà ấy? Chưa đâu. À, chưa đâu, còn trẻ mà, yêu làm gì sớm nhỉ? Cô còn chưa có nữa là... Là có ăn được là tốt là. Ừ, dù mà ưu ấy chỉ muốn nhẹ. Là tôi sẽ thấy là châu ăn được là tốt ạ. Ừ. Dạ. Chị là hỏi bà bảo là thế là đi cùng hai chị này à. Thì bà cũng có bảo là ừ, em đi cùng hai chị. Tại vì là ở nhà ấy thì em không có mẹ, ở cùng mẹ kế. Nên là mẹ kế cũng... nói chung là trước đây cô bác cũng nắm được rồi. Không nói nữa thì là bà cũng nói như thế. Thì cũng bảo là đi cùng các cô chú. Thì các cô chú... lo cho, đúng không? Đúng. Sao nói xong không phiên dịch cho các bà nghe? Hả? Không sợ đâu, đi cùng cô thì cứ nói, sai thì cô sửa cho. Nhá, mạnh dạn lên. Mấy hôm nay là các cô bác bảo bà là mạnh dạn hơn nhiều rồi và vui. Thế đi cùng hai cô là có vui không? Vui. À, vui à? Mỗi tội là hơi đói nhỉ? Vui nhưng mà chưa nhịn đói quen. Sáng nay là phải mang bánh để trong cốp xe đi cho đến trên đường lại cho bà ăn ấy, xong mới xuống đây cô bác ạ. Tại vì là hôm trước lên đây là chị Chía là mất cho bà mấy con cá rồi. Ăn một bữa cơm ở đây rồi. Em bé của chị Chía đấy. Ôi, ăn tàu lì nít hả? Mua tàu lì. Nên cầu lì. Hả? Nên cầu lì. Nên cầu lì. Cầu lì. À, cầu lì á. 10 tháng. 10 tháng. Mấy tháng là được 1 tuổi à bà? Chưa. Mấy tháng là được 1 tuổi? 12. À, biết đấy nhỉ. 12 tháng. Tưởng không biết.
con trai trước đây lên tưởng con gái này. Thế là rau là trồng là lên chưa? Ở chỗ đó sao ở chỗ này tôi rồng mà. Tôi rồng về. Tôi rồng nữa. Chị tao cả. Ăn được chưa? Ăn được chưa? Chưa. Chưa. Tưởng ăn được rồi tí lên xin một nắm đi về ăn. Tôi lộ mà về thớ có vấn đâu là. À gì mế về. Thế là nó lên dày quá ấy, thì tách nó ra nhá. Tách luống ra này, lúc tưới thì nó dễ hơn này. Với lại là nó lên dày quá thì nhổ ra trồng ở chỗ khác ấy, cho nó lên tốt. Tôi mà ở thôn khác. Hôm trước thấy lúc hất hất cái giống rau là em đã nghi rồi, tại vì là hất rất là dày thì em bảo là rất là lên dày lắm ấy, thì chị nó cũng bảo là lên dày lắm, để mấy hôm nữa nó lớn một tí rồi em tách nó ra thôi chị ạ. Thế thì cũng chưa ăn được, tại vì là cũng được 4-5 hôm rồi nhỉ chị nhỉ, chắc được 4-5 hôm rồi ấy. Vừa mới đây thôi, để xem là hôm nay là ăn cái gì. Còn cá không? Mua chín rồi, chín mua? Hả? Chê tà cá hết rồi à? Tà với cá cho Tết tử. Ây da. Đâu? Cái này để lâu thế hả chị ạ? Chá cho chín đây luôn, chín rồi. Khô hết rồi này. Chị bảo là không thích ăn mấy. Cái này lâu rồi ấy, từ lúc với bà lên là hôm đầu tiên bà đi làm đấy là có rồi. Xem nào. Ây da, thịt gà cái cây á. Ngon đấy nhở. Còn đúng một miếng. Sao không ăn nốt đi. Cơm. Cái này để nấu cháo. Hôm trước của bà Năm gửi này. Nhớ chị nhở. Cái này ấy. Cái nồi của bà Năm hay bà nào gửi lên ấy. Nói chung là đấy, chị cũng em cũng quên rồi. Tại vì là rất là nhiều cô chú gửi quà lên. Ây da, rau cải nhà mình trồng đấy à. Rau. Nhà rau bây giờ này chỗ này là dưa lỏi nè, dưa lỏi về. Ây da, cái đổ. Ôi dồi ôi, mén mén ngon đấy nhà bà nhỉ. Đây này, cái này chắc vừa mới làm xong. Cái này làm từ lúc nào rồi hả chía? Tí xin em chía một bát nhỉ, bà đói đi xong rồi được ăn mén mén. Cái này không có gì à. Cái lần nào vào cũng đột nhập vào cái bếp của nhà em chía này là. Em trước được các cô bác gửi tiền mua bát cho rồi, sao em không dùng, em vẫn dùng vào mấy cái chậu này hả? Hãy cho tỉ đi ấy, dù lón tỉ mỏ nó mà, sao nó hào lúc phía nhá. Cái này là để đựng canh này, đựng rau này, còn mấy cái bát này thì em ăn cơm thì em xới cơm vào đây ăn cho nó nhìn nó vệ sinh hơn ấy. Tại vì là lúc ăn vào cái bát ăn chung, mỗi người cái thìa xong rồi múc vào mồm thì nhìn không phải chê nhưng mà hơi mất vệ sinh cô bác ạ. Cho chờ đấy. Đũa hôm trước mang lên kìa, dùng đũa đi. Ăn đũa đi, có bát có đũa rồi. Trước thì không có thì không nói, nhưng mà giờ thì được các bà gửi cho thì dùng đi. Cho quen. Bát này. Thấy toàn ăn vào bát thôi, hôm trước lên cũng ăn vào bát. Nhưng mà em nào cũng có dặn bạn là bát đũa của cô bác mua lên thì cứ dùng đi. Chắc là không biết dùng đũa đâu. Không biết dùng đũa à? Bà biết dùng không? Biết chứ nhỉ? Đấy, ăn cơm cùng là thấy dùng rồi. Không biết dùng thì tập dùng. Dùng như dùng thìa thôi mà. Hôm trước em Đào bảo là cây này cây gì nhỉ? Có cô bác trả lời bảo là cái cây gì ấy. Ở phần comment ấy em Đào cũng có xem hết. Cây cỏ lau. Phải không nhỉ? Đúng rồi, cây cỏ lau à. Có rất nhiều cô bác bảo đây là cái cây cỏ lau á. Chỗ em Đào rất là nhiều nhưng mà em Đào người dân tộc ấy nên là cũng không biết gọi cái tên của nó là gì. Chỉ biết tên dân tộc của em Đào gọi. Đấy là biết. Đây là cái bạt vừa mới che lên này. Cái này anh già buộc cho à đúng không? Anh già buộc cho à? Lua chi chứ á? Thế là con ngủ rồi à chị á? Nhiều bữa bữa nay tôi ăn được phải mò. Đồ trào mò luôn tôi sạch tàu. Nhà hà rồng dữ thì tôi tàu chứ. Ồ, tôi chứ mò tôi chứ tàu. Hà chứ mò đi nhá chứ mò mê. Mà chị là cũng hỏi bà ấy, hỏi liên tục luôn các bác ạ, bảo là thế hôm trước ngã là hôm nay có còn đau không nhỉ, thấy rất là quan tâm. Tại vì là chị em ấy là cũng cái số nó nói chung là số phận ấy là cũng khổ như nhau. Bà thì không có mẹ, em chía thì là không có chồng. Nói chung là em chía là đã đi lấy chồng rồi thì cũng chẳng khác gì là không có mẹ. Em nào nói sự thật là như thế, tại vì trên vùng cao chỗ em nào ấy là đã đi lấy chồng ấy thì có thể là một năm thì mẹ chồng đến thăm mẹ mình ấy, mẹ đẻ ấy, là đến thăm một lần chứ không đi lại.
như là người dân tộc khác, đặc biệt là người Mông ấy là không làm như thế, đúng không bà? Đúng. Lấy chồng rồi là đến lúc mà chồng bỏ hay như nào đấy, muốn ở với mẹ đẻ là cũng không được này. Đấy, cũng không về được, thấy bảo là kiêng hay làm sao đấy thì cũng không biết. Hôm qua cũng có nói chuyện với bà ấy thì cũng bảo là, bà bảo là sao em Chía ấy là chồng mất không về ở với bà ngoại. Thì bà nó cũng bảo là người của bọn cháu, bọn em ấy thì không như thế được, đúng không? Đấy, nên là cũng khổ như nhau. Bà thì nãy thì Chía cũng có hỏi bảo là sao em lại đi theo cùng hai chị, em là người Mông mà. Thì là bà của nó cũng còn nói bảo là em không có mẹ, không ở nhà được, nên là đi cùng cô chú thì là cô chú lo cho. Tú bà nên người ta chỉ muốn niền ấy. Nấu cơm đúng không? Phải. Đấy, bà bị ngã là Chía bảo là thế nấu cơm. Đấy, cũng như là cảm ơn các phần quà của các cô bác và cảm ơn bà đã không ngại đường xa để mang vác những phần quà về đây cho em Chía. Đấy, thế là bà cũng bảo là chúng em bận rồi, chắc là để hôm khác thôi. Tại vì là lúc nữa còn đi thêm hoàn cảnh nữa. Lúc nữa đi chỗ anh già này, xong rồi lên lại lên trên Lũng Pù cô bác ạ. Nói chung là phải đi thôi, muốn nghỉ thăm lâu một tí cũng không được, cái thời gian ấy. Đi từ đây đi bộ lên trên đường là đã mất một tiếng rồi, hơn một tiếng đấy. Có cả bà nữa, với lại là hôm nay đường trơn ấy, là đi lại rất là khó, có khi lên còn đến 2 tiếng mà. Đấy, nên là cũng tranh thủ vào thăm em một lúc xong rồi là chắc là đi thôi nhà bà nhà. Đấy. Bà là rất là hai chị em rất là quý nhau ấy. Nãy nói chuyện ấy là em nào có thể là cảm nhận được, tại vì là em nào là nghe được tiếng của bà con dân tộc Mông. Nói gì thì em nào cũng hiểu hết. Chẳng qua là lúc có câu khó quá thì em nào vẫn chưa nói được. Như những câu nào mà đi sâu vào lòng người quá ấy, thì em vẫn chưa phiên dịch được thôi. Còn lại là nghe thì em nghe được hết đấy. Bà mà nói xấu là cô biết hết đấy. Hai chị em. Nằm mong đường toàn hơi tiếng móc con ni thế à, con ni này. Cháu sáng đi cháu sáng nào nha. Bố ta xua chị bỏ nhá? Bỏ mà. Bỏ chị bỏ à? Bỏ mà. Chị bảo là nãy giờ ra xem thấy vết thương rất là to. Thế bảo là xước ấy, cũng không phải là sâu đâu, nhưng mà xước ở ngoài da thôi. Chị bảo là chị rất là lo cô bác ạ. Thế con lo cho chị không? Bây giờ tò mò cho chị chứ. Chào. Hạnh phúc thế nhỉ. Thế là chắc là cũng xin phép Chía thôi nhỉ, bà nhỉ. Bây giờ là cũng 1 giờ rồi, để đi sang chỗ anh già một lúc xong rồi là tranh thủ là về còn đi thêm hoàn cảnh nữa thôi cô bác ạ. Bảo em bảo chị Chía đi. Nhớ má. Mà nhớ về cho mình tụ bé chị mở về khó thế bé mở về cho mình tụ tụ luôn chị à. Nó không mà đi nó rồi. Nhà mà phải xin nó lên rồi bé chị tôi đó. Thôi để lần sau nhé. Để biết là em quý rồi, để biết là em có tấm lòng tốt quý mấy chị em trong nhóm, cũng như là các cô bác gửi quà cho em thì em cũng rất là biết ơn rồi. Nhưng mà hôm nay là chắc là không được rồi em ạ. Tại vì giờ là cũng 1 giờ rồi, đi sang nhà của anh già. Một lúc nữa là sẽ 2 giờ ngay, hay là đi lên trên đường nữa là 3-4 giờ rồi. Cũng tranh thủ thôi, để hôm khác nhé. Hôm khác vào sớm thì ăn cơm. Tôi mà ở bên nào. Hãy đi một nhát nhá. Đấy, đi sang chỗ anh già một tí đã cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì có lẽ là em nào cũng xin phép là khép lại cái nội dung ngày hôm nay tại đây thôi, để cùng bà là sang bên nhà của anh già bốn con. Hẹn gặp lại cô bác anh chị, mời cô bác anh chị tiếp tục theo dõi ở phần tiếp theo ạ. Xin chào.